nay nghe xảy ra tai nạn thì nói nó còn cũng vẫn đi làm bảo trì đó, nay mới Dạ. hay nó xảy ra tai nạn gì. Rồi em chào anh ha. Dạ thì em cũng nghe cái sự việc của em Huy á. Em nói là nhà của em Huy thì hoàn cảnh cũng khó khăn, không có cha không mẹ. Bây giờ đang ở với ông bà ngoại. Ông bà ngoại thì đi bán vé số đúng không anh? Làm Không, hồ, Ý làm ông hồ, làm làm hồ. hồ. Anh có thể chia sẻ cái hoàn cảnh của em Huy cho ông bà của chú biết được không? Thì nói chung với nó thì từ nhỏ tới lớn thì đâu đó chẳng nó cũng hồi cha nó bị đâm chết thì nó chắc khoảng thì sắp bị tủng là cũng mấy năm Ồ, vậy là cha của em Huy là bị đâm chết hả? đâm chết Rồi. rồi nó còn nhỏ rồi thì lớn nó thì sống với ông ngoại bà ngoại Dạ. sống với ông ngoại rồi lớn rồi nó cũng chẳng mười mấy tuổi rồi đây thì chung nó cũng đi làm tùm lum chưa á rồi đến rồi hôm đó nó cũng có thời gian đi làm chạy hòm nó làm cái chợ hôm như đi chôn cất Giống như là mình đi bên đội mai mai táng đó, táng mai táng đó, cái đó đó cũng làm việc phước á, ừ, việc thiện á. đi chôn cất cho người ta rồi thái nay cũng lâu lâu rồi thời gian nó làm được mấy năm thì nó cũng tự bươn chảy chứ có lẽ là chắc vì hoàn cảnh thì cha thì không có Dạ. rồi mẹ nó thì cũng có gia đình khác Dạ, mẹ thì có chồng có khác. chồng khác Dạ, dạ, cha thì ông ngoại thì cuộc sống bị cũng người khó ta khăn chứ hạ không mắt. có dư dả gì chứ ông cũng đi làm ngày nào cũng đi làm mà sống không có dư dả gì đâu Em Huy thì có vợ con gì chưa anh? chưa Chưa hả? nó nay nó chắc 20 21 tuổi gì chứ Ồ, gì vậy còn quá trẻ luôn nó ha. Quá trẻ mới có 20 21 tuổi à. nói chung ở xóm giềng thì nó cũng không nghe mấy lòng với ai cũng ít gặp nó thường cũng ít gặp nó lắm nó Dạ. cũng ít gặp nó lâu lâu rồi thỉnh thoảng chạy về ngang gặp nó chứ cũng ít gặp nó lắm Tại em cũng đi làm á. Nghe nói hồi trước là em Huy là đi cũng vô đội mai táng một thời gian thì sau đó thì mới đi Sài Gòn làm nhà hàng gì đó. Thì nó có làm cũng tùm lum chứ Bây giờ mới quay quay về vô đội lại nó làm tùm lum cho nói chung lại. là cuộc sống được ai cũng phải cần tiền nó cũng Đúng cuộc rồi. sống đó. Cha mẹ cha nó gì nó phải làm kiếm tiền nó bươn chải chứ có ngoại thì đâu có nuôi đầy đủ nổi Ông bà ngoại thì nghe nói là nuôi thêm ba bốn đứa cháu. thì em tụi em nó em của mẹ nó sau này á Dạ. con thằng nhỏ nhỏ cũng 10 tuổi 1 tuổi rồi đó gần Dạ. kế đó đó rồi với nó có gia đình sau này cũng được 2 đứa cho nó cũng đi làm rồi cũng chung cũng đùm bọc với gia đình ở với ông bà đó Dạ. là cuộc sống cũng Cái nhà của em Huy là cũng là nhà tình thương hay là nhà tình nghĩa vậy anh? cái nhà Nhà tôi tình nghĩa. cái nhà tình Nhà nghĩa tình tình thương nghĩa. thì tôi cũng không rõ cũng của người bà cô á cũng Dạ. có thể cùng cất và bà ở đó đó Dạ. còn lúc trước á thì bà chưa có về thì còn ở nhà anh đây thì sao năm mới về không biết cái nhà tôi không nhớ rõ tình thương tình nghĩa là cái cất nó mà cũng có bà cô nó ở nhà đó là nhiều cha mẹ Dạ. nó ở mấy bên dưới ông ngoại ngoại nó chứ Vậy là em mới có 20 21 tuổi thôi hai mươi mà hai còn mốt quá tuổi trẻ luôn. Là cái sự việc mà xảy ra tai nạn nó như thế nào vậy anh? thì nghe nói nó cũng đi làm ở trên Dạ. đường nó cũng đi làm về rồi nó chở thằng bạn nó ở ngoài sau đó thằng bạn nó cũng có nhậu nữa cái thằng bạn đó rồi nó chạy về rồi tới đó thì nó sao nó có người thì la nó chạy xéo vô đó rồi tâm vô đó là chết thôi chứ không biết không rõ nữa cũng không gần là chính xác lắm thì cũng nghe camera rồi mấy này nó quay hành trình rồi của mấy thằng camera hành trình đó nó quay rồi xem người ta kể lại Đi làm là đi làm công việc là đi làm đầu tì ở trên đường về là gặp tai nạn. không biết trên đường về hay là trên đường đi làm cũng không gần Dạ. không gần cái việc nó đi về hay là đi làm mình cũng không gần luôn Rồi va chạm với cái gì xe tải hay là xe xe con? tải là đậu mấy trong á Dạ. thì sao nó vô nghe nói vô đó chứ có Ở nói xe tải đậu hả? xe tải đậu Trời đất ơi. Vậy là mình đang trên đường chạy bắn thẳng vô xe luôn. chạy xéo chắc nó có thể nó mệt quá rồi nó mòn mỏi nó mệt quá rồi, nó ngủ gục chắc nghĩ là Ồ. vậy mà không biết phải gì hơn mình chỉ suy đoán thôi chứ ai mà có tỉnh bệnh sáng suốt mà đút đầu vô đó đúng không Dạ. xe bị xe người ta đậu vô trong rồi cái đầu nó đút ra ngoài Dạ. rồi ở ngoài nó chạy về nó mắng rồi đó nó chết Cái nghe nói cái người mà đi hai người là cũng đang nằm bệnh viện cấp cứu ha. cái thằng kia nó bệnh viện nó nứt sọ Trời ơi. qua thấy mấy này nó quay chụp hình đó thì nó sắn rồi đó cái đầu nó quẹo đó máu thấy cái hình máu ghê lắm Vậy là cũng đang nguy kịch ha, người kia cũng đang nguy kịch. Anh nói nạn nhân nó ở cũng ở rau dừa mình rau dừa B vậy đó anh. Mãi nghe người ta kể là rau dừa B, rau dừa C vậy đó. Cái thằng nào cái thằng đi chung với nó hả? Dạ. Không biết cái thằng nó đi chung với nó bạn bè gì nó cũng nhỏ nhỏ rồi cũng không gần nữa. Dạ. Không biết nữa. Thì điều Chắc kiện cũng làm chung quá. Thì cũng làm chung. Cũng làm chung luôn. Nói chung điều kiện gia đình đó thì cũng khó khăn. Khi mà em Quy mà va chạm với xe tải đó là có kịp mà đưa đi bệnh viện không hay là không
mắc kẹt trong luôn mà. Mắc kẹt ở chợ công an rồi, người ta đem ra chứ đâu có đem ra được đâu, dính nó chẳng luôn. Dạ, anh ở gần ở đây vậy rồi anh khi mà xảy ra cái vụ tai nạn đó rồi ai mà thông báo cho gia đình biết á? Chắc cũng mấy người ta đi đường á, nó thấy rồi xem thấy người ta điện chuyền 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 á. Dạ. Rồi ở đây là thằng có thằng em nó đi ấy, nó điện cho hay rồi mới hỏi thăm chuyện chuyền chuyền mới biết được chứ. Cũng không, mình không có đi chơi chở cũng không biết luôn. Em thì đang sống với ông bà ngoại với một người chị cũng không có chồng đúng không ta? Không, không có người chị nào chứ. Người mẹ đó, mẹ nó cũng mẹ, ở chung đó. Mẹ ở chung đó. Mẹ thì mẹ ở chung với ông bà ngoại. Ông bà ngoại. Thì nó cũng đi làm. Yeah. Cuộc sống của nó cũng đi làm cũng kiếm tiền cuộc sống đó. Ông ngoại nó cũng đi làm, ông cũng đi làm chỗ này chỗ nọ vậy đó. Dạ. Quá trời tội ha, mới có 20 21 tuổi à. Nhỏ quá tội nghiệp nó. Dạ, chưa có vợ gì hết. Làm đội đạo trì thì cũng là làm phước rồi. Đánh thâu hoàng vậy đó, cũng đi trên đường về nhà, nhà trọ vậy đó. Ờ, đi ginh quan tài ha, đi ginh ginh quan tài cho người đó phước. Đi về nhà. Mướn nhà trọ đâu ngoài Cà Mau á. Thì nghe nó mướn nhà nó ở ngoài á, nó cũng thỉnh thoảng nó về đây, nó cũng ít gặp, nó ở sớm về nó cũng ít gặp nó lắm. Nó đi làm suốt mà còn không biết đi làm cái gì, hôm đó nó làm đậu tì rồi đi làm tùm lum chứ không rồi. Nay nghe xảy ra tai nạn thì nói nó còn cũng vẫn đi làm đậu tì đó. Nay mới hay nó xảy ra tai nạn gì. Cha nó hiền lắm, cha nó ở đời dễ thương. Hiền á. Cha nó hiền. Mất lâu rồi hả? Cha nó mất mười mấy năm rồi. Là bị người ta hạ. Mà cha nó thì hiền, sống gì áo thương, cha nó hiền dễ thương lắm. Trời quá ha. Cha nó mất chắc cũng có hồi chắc có hai mấy tuổi không? Hôm nay có ông nội lại hay gì á? Làm cho bà hốc cũng được đó chị. Ừ, chắc ông nội như còn sống ở trên nhà phấn vậy đó. Dạ. Hôm nay con nó có lại. Thì tôi biết nhiều thì tôi nói vậy, cuộc sống như vậy thì chia sẻ với mấy nhân thì có thể là. À, tụi em muốn hỏi như bà con dặn đây đó, có hoàn cảnh của em Huy như thế nào, có thể mà nếu mà khó khăn thì mình cũng có thể nhờ cô chú anh chị trong và ngoài nước ta chia sẻ, ta giúp đỡ cho gia đình em Huy. Thì ông bà già, ông bà ngoại thì cũng lớn tuổi mà còn đi làm hồ để mà cũng như là nuôi mấy đứa cháu. Thì, anh em bên YouTube cộng đồng mạng có ai mà thương xót hoàn cảnh gia đình á, chia sẻ cùng giúp cho nó. Dạ. Sống từ nhỏ không có cha mẹ, không có cha, kể cả nó bên cuộc sống tự làm tự sống. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Như bao người khác được, không có bao nhiêu đứa trẻ khác. Dạ. Không có cha rồi. Chung thì là lúc cha mắc là em Huy chắc còn nhỏ nó là mười mấy năm rồi mà. Cha nó giỏi lắm, cha nó hiền lắm, như là tự buông trải một mình ha, kiếm sống với, sống với bà ngoại thì đã nay bây giờ cuộc sống ai cũng đi làm thì kiếm tiền sống. Dạ. Ông bà ngoại lớn tuổi chưa? Ông nó cũng có 60 à, bả năm mấy 60 chẳng đó. 60 sáu mấy còn đi làm hồ nữa. Dạ, thế cũng đi làm đó chứ bây giờ tôm tép ở đây cũng nuôi cuộc sống gia đình. Dạ. Để có người đâu cũng nuôi đâu. Dạ. Nuôi ba đứa cháu. Ba đứa cháu thì có một thằng này mười mấy tuổi nó cũng ở với bà đó. Dạ. Còn hai đứa nó mới có chồng sau được hai đứa nữa. Dạ. Anh làm sao với em Huy? Cũng, nó kêu đằng này bằng cậu. Cậu đó, mẹ nó sớm. Dạ, cậu ở sớm. Cậu ở sớm. Nói chung là bà con không? Không. À, chính là cũng như kêu cậu thôi chứ không có bà con ruột gà gì hết. Không. Dạ. Anh này là anh tên gì anh? Anh tên Ngoãn. Anh Ngoãn ở sớm gần nhà của em Huy với cô chú anh chị. Thì ảnh biết sao thì ảnh chia sẻ vậy, cũng như là thấy hoàn cảnh của em Huy đó. Sự gia đình khó khăn thì cũng muốn chia sẻ lên để cho ông bà cô chú anh chị mạnh thường quân biết, có thể giúp đỡ cho gia đình em Huy một phần nào đó để làm cái đám tang cho nó một cách trọn vẹn hơn. Vì là chắc áo quan đồ có lẽ là bên từ thiện, cái đó không biết luôn đó. Không kẹt hẳn không như mình đón á, tại vì em Huy cũng làm bên đội từ thiện, bên đội áo quan, đội mai táng, chắc đó có thể xác minh đó chứ. Dạ, chắc có thể ta hỗ trợ. Bây giờ ở đây người ta cũng còn anh cổ, người ta cũng có hỗ trợ mấy giờ hồi đó. Dạ. Chung bây giờ ở đâu cũng hỗ trợ đó nha. Bây giờ bà con ta làm thiện nhiều lắm, giúp đỡ. Ai cũng vậy. Khá giả thì người ta làm, ta làm từ thiện. Dạ, khi mà xảy ra cái vụ tai nạn đó rồi gia đình hay đó là lúc mà đem em Huy về là
À, lúc mấy giờ vậy anh? Hôm hôm kẹt cái giao đồ không biết đem về khoảng mấy giờ, chắc cũng 8 9 giờ chứ không biết. Nên lúc đó cỡ 7 giờ mấy 8 giờ. Vì tính đi rảnh là có giao đồ bên người chú con cổ lôi là ở nhậu rồi không về được. Không biết có đem về khoảng mấy giờ. Dạ. Rồi liệm là lúc mấy giờ? Chắc cỡ 11 12 giờ. Liệm ban đêm luôn. Ờ hình như liệm ban đêm. Dạ. Bị chắc đó tôi đi bệnh thì nghe đánh trống liệm chắc cũng liệm chắc đó. Dạ. Nhà anh cách ở đây đẳng cũng gần ha. Sáng bữa nọ nói nhà vậy đó. Ở đây mình thuộc về ấp gì anh? Ấp Cái Bác, xã Hòa Mỹ. Xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Anh biết giờ nào chôn không anh? 8 giờ ngày mai. Thì nghe nói 8 giờ ngày mai. Ha. Ngày mai chôn với cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị nếu mà chúc mấy anh em lại đẳng quay chia sẻ lên, thì cô chú nào mà thấy hữu duyên muốn giúp đỡ gia đình á, cứ liên hệ trực tiếp qua mấy kênh của mấy anh em á, thì mấy anh em sẽ trao những cái phần yêu thương đến cho gia đình của em Huy. Tội quá, tội nó còn trẻ quá. Dạ. Còn trẻ mà đi làm cái nghề mà đạo tỳ, đi khiêng quan tài cho người đạo phước thì cũng rất là có phước á. Nhưng mà tại sao xảy ra cái vụ tai nạn đau lòng như vậy? Chứ bây giờ ở đây thì sống thì phải làm. Ở đây tôm tép về trong vuông thì đâu có đủ để trang trải cuộc sống gia đình. Lớn lên thì cũng phải đi làm phụ thêm mình có cuộc sống. Mà cái tai nạn nó xảy ra thì ngoài mong muốn ai cũng thấy xót cho nó. Tuổi nó thương là thương, nó còn quá nhỏ, cha mất sớm. Yeah. Mất sớm, mẹ thì có gia đình khác. Chỉ còn mình nên mẹ thôi. Thì mẹ nó cũng không có làm gì, chỉ cũng ở chung nhà với ngoại bà ngoại luôn vậy đó. Cũng chung chung một gia đình cũng nhiều hai ba thế hệ vậy đó. Chứ đâu có đi làm gì đâu. Rồi nó cũng phải tự đi làm. Cũng phải tự lập. Buôn ba. Sự rất là tội của chú anh chị. Thì nghe ảnh chia sẻ thì thấy tội á. Thì cô chú nào mà cảm thấy mà giúp đỡ cứ liên hệ trực tiếp cho mấy anh em. Mạnh thường quân rồi đó, có ai có thương lòng thương thì anh có muốn gửi lời gì đến tất cả cô chú anh chị mạnh thường quân trong và ngoài nước không? Thì hy vọng sao tất cả cô chú và mạnh thường quân trong và ngoài nước có thể thương xót, mà cái hoàn cảnh của nó là tuổi nó mất còn quá trẻ, hoàn cảnh cũng khó khăn, cha thì mất sớm, cũng có thể giúp đỡ một phần nào cho gia đình để lo được cái đám hậu sự cho nó. Dạ. Cảm cũng cảm ơn. Dạ. Chôn là đất nhà là ở đâu anh? Chôn đất nhà. Đất nhà. Đất nhà. Dạ. Nhà em Huy có đất đai gì không? Ông ngoại bà ngoại thì có đất chứ còn... Ý nhà ông bà ngoại á? Thì có đất. Có đất. Hồi đó cha nó cũng ở ghế gì đây, ở ghế. Dạ. Người sống vậy đó thì cũng tạm bỡ bên ngoại thôi, chứ nó cũng không về bên nội, cũng tạm bỡ với bên ngoại, sống bên ngoại nhỏ. Dạ. Cha nó mất, nó lớn lên nó cũng tự đi làm, tới lui về tới thì lui bên ngoại vậy thôi. Dạ. Chứ cũng chưa có nhà riêng. Hiền lắm à. Hôm hôm nghe nói có bạn gái của em Quy đầu lại nữa. Nghe nói có chứ, tôi không có lời đẳng, tôi không biết nữa. Đẹp trai lắm ha. Mắt có 22 tuổi à. Ý 20, 21 tuổi à. 21 vậy. Nãy nghe chính xác là 21. 21 nghe nói chính xác là 21. Bạn cao phó 21. Tội quá ha. Chưa có vợ. Chưa có gia đình, chỉ có bạn gái thôi. Bạn gái hay được tin thì cũng xỉu lên xỉu xuống, cũng sốc rất là nặng luôn. Nghe mấy cô thấy nói bà ngoại khóc quá trời khóc luôn, xỉu lên xỉu xuống. Giờ Huy ở với bà ngoại nhỏ lớn ha. Thì mẹ nó cũng ở chung một gia đình đó, cũng như là sống chung một gia đình đó. Từ nhỏ nó gả nó rồi cũng sống trong một cái gia đình đó, nó cũng, mẹ nó cũng đi làm, lúc trước cũng đi làm gì tới gì đuôi nó cũng ở đó vậy đó. Dạ. Trẻ tội là tội, nó còn nhỏ quá đời. Thương là thương cái đó thôi, nó còn hoàn cảnh thì khó khăn, nó đi làm mất rồi cũng anh thấy rồi. Quy ở đó giờ làm với quê có đi đâu mà xa làm không? Thì nó cũng đi từ lưng mà không biết đâu, mình cũng không biết được nó đi đâu làm. Mình thỏ là thấy nó chạy xe rồi về ngang lâu lâu, thấy nó về tới gì lui vậy đó. Mình thỏ là nhỏ thì gặp nó nhiều hơn, mà người lớn ít gặp, nhưng cũng nó cũng đi làm. Đi làm nhiều ít có gặp. Ít nó cũng ít thấy nó về. Trước khi mà mất đó là trong cái thời gian gần nhất đó là anh gặp, có gặp Quy không?
Ồ gặp nó cũng đồ mấy ngày tháng chạy xe ngang vậy thôi chứ cũng không có nói chuyện đó. Không có nói chuyện. Nó chạy ngang công việc của nó làm mà mình đây thế nó chạy ngang thôi chứ cũng không có nói chuyện nó giảng gì. Dạ. Nghe bạn bè của em Huy nói là khi mà chưa có mất là đăng những cái bài, đăng những cái tin buồn lên rồi bạn bè khi mà xảy ra tai nạn rồi bạn bè mới lôi ra cái đó rồi nói là đăng những cái bài tin buồn lên đó rồi làm như là những cái lời chăn chối gì đó. Dạ. Ừ. Không có tội đó, không biết đâu. Anh nói gì nói với cha nó hiền lắm, cha nó đây ai cũng thương, nó bên sống cha nó sống mình vợ ai cũng thương. Cha ở đó rồi bị sao mình ta? Ta... Mấy thằng cũng bảo nhậu nhẹt nè, cha nó thì không có nhậu, dạ. Nhậu lắm, nhậu nó hiền lắm thiệt đó, cũng cự cãi qua lại kia đắp chết, cha nó bình con lắm. Trời đất ơi. Mấy kia đó cũng mới ra tù. Cãi vã rồi bị đâm mất. Rồi thời gian sau này là con rồi xảy ra cái tai nạn nữa. Ừ, hết rồi đó. Có hai cha con người chết hết rồi. Ừ. Hai cha con người mất hết hai cha con rồi. Vậy. Thì gia đình thì giờ còn với mẹ với là ông bà thôi, rất là đơn chiếc luôn ha. Ừ. Thì có mẹ nó có chồng sau này cũng đi làm, cũng lo trang trải cuộc sống cũng ở nhà đó. Có chồng sao rồi có con không? Có hai đứa. Dạ, có hai đứa. Ở đây là công việc chính là làm cái gì? Trời ơi, ở đây giờ có làm gì đâu. Chứ ai có ấy thì đi làm hồ đi đó. Quẹt cũng sợ gì làm thôi chứ tôm tép thì giờ. Ở đây là công việc chính là nuôi tôm á. Tôm thôi chứ. Dạ. Tới mùa mới nuôi hả? Đâu có nuôi suốt vậy đó. Đổ chuyện nuôi suốt vậy đó. Dạ. Tôm giờ cũng rẻ quá. Thì ai cũng bươn chải đi làm chứ đâu có đủ sống. Giờ đây chục con đất không đủ. Nhà hai ba người không đủ sống nữa chứ. Ai không đi làm. Công việc ở dưới quê rồi không có ổn định được rồi cho nên là ai cũng đi làm xa. Ở đây giờ nó đi làm hết, ở trà trụ lắm, gốc còn trụ lại chứ ở trà lắm, cuộc sống khó lắm. Rồi em Huy mà đi làm mà cái khiên quan tài như vậy rồi khoảng bao lâu mới về nhà một lần á? Không biết đó, đi đâu đó đi khi nó ở ngoài, nghe nó mướn nhà đâu nó ở, rồi thỉnh thoảng rồi nó về không biết ở không, khi chạy thấy nó mướn, chạy ngang. Mướn ở đâu? Nghe nó mướn trọ đâu ngoài trên Nhà Phấn hay Cà Mau gì không biết. Ờ, ngoài Cà Mau. Ừ, không rành nó đi gì về vậy đó, cũng lâu lâu nó về. Ít gặp nó nữa. Dạ. Mới có 20 tuổi. Tội nghiệp. Đau ha. Hôm khi mà thấy anh Thanh Hồng nè, Hà Lai Chim, gia đình nè. À, cũng như là đưa cháu về, đưa đấy, con về để mà... Lúc mà kẹp cái xe, thấy cái tụ gì đâu. Ồ, cảnh nào mà cảnh đó. Mấy tiếng hồ nó... Ừ, tối tối mới đem về được á. Đợi... Kẹp cái xe không? Kẹp luôn á không? Kẹp chưa.